Xin chào mọi người. Mình vừa mới ăn sáng xong và thay bikini. Tại vì là ngày hôm qua thì sóng lớn quá nên là định đi chèo thuyền kayak nhưng mà không có chèo thuyền được. Nên là trưa hôm nay thì mình sẽ đi chèo thuyền kayak nha mọi người. Đó, khu vực này là khu vực hồ bơi lớn này. Rất là đẹp, nói chung là hồ bơi lớn này thì cũng khá là ok. Nhưng mà mình thì mình thấy là hồ bơi ở chỗ biệt thự của mình đẹp hơn, mặc dù bé hơn. Thì bây giờ đang đi ra chỗ để lấy thuyền kayak nha. Bỏ dép ngoài anh. Cát nóng kinh khủng. Anh ấy đang lấy thuyền kayak cho mình nha mọi người. Thuyền kayak này khá là to. Ê, mình mặc huy chèo đúng không anh? Có chèo được không? Hả? Có chèo được không? Phải được chứ. Ồ, thuyền này ngồi được 3 người không anh? Ồ, thế thì ok. Bây giờ thì đi ra chèo thuyền kayak xem là cảm giác nó như thế nào nhá. Thế ba đi đây. Đây nào. Hôm nay gió rất là to nha. Rất là to. Anh ơi, chảy ở đâu? Hai người mới đều nhau á, ngược tay ngược. A few minutes later. Sau khi mà mình chơi thuyền kayak không có thành công, lật tung lên, thì bây giờ bọn mình sẽ đi ra hồ bơi để bơi tiếp. Tại vì là ra hồ bơi thì mình tự bơi thôi, không nào lật được. Vì là bọn mình ở cái phòng như vậy thì bọn mình được free cocktail từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Nên là bây giờ bọn mình sẽ ra đó. Và có lần này thì có thêm một thành viên mới, đó chính là chị Lam Cúc đi cùng bọn mình nè. Bọn mình sẽ đi ra hồ bơi. Mình làm camera hơi nhiều. Bây giờ mình sẽ đi ra hồ bơi nha mọi người. Hồ bơi này là, anh ơi, hồ bơi này là hồ bơi đẹp hơn cái hồ bơi kia à? Hồ bơi này sẽ đẹp hơn. Hãy đẹp tung lên nhá anh nhé. À, hồ bơi này là hồ bơi level đúng không anh? Level thì cái hồ bơi này nó sẽ có hàng đấy. Nó tên là level. Hồ bơi này thì cũng có nước giống như là hồ bơi kia. nhưng mà anh ấy bảo mình là hồ bơi mình đang đi này sẽ đẹp hơn hồ bơi buổi sáng. Nhưng mà sẽ nhỏ hơn hồ bơi đấy. Thế bây giờ mình sẽ đi ra xem thử như nào cho mọi người. Anh ơi, em thấy có hồ xe, có được bơi không? Hả? Bắt anh đây. Cô này là hồ villa nha. Bây giờ thì mình đã đến hồ bơi này rồi. Ở đây có hai hồ bơi nha mọi người, rất là xinh. Hồ bơi này thì đúng là nhỏ hơn hồ bơi kia nhưng mà trông thì có vẻ đẹp hơn này, nhiều những cái chòi này. Hoa này mọi người.
ngồi trò phơi nắng. Tí tí mình ra ngồi trò phơi nắng á. Wow. Đang đón nắng chiều nè. Giờ vừa mà nói thì đón nắng xong rồi. Đó, hồ bơi này cũng khá là xinh nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi order cocktail nha. Chào anh ơi, mình order cocktail ở đây đúng không ạ? Dạ đúng rồi, cho anh hỏi phòng của chị bao nhiêu ạ? A08. Mọi người nghe ạ, có cái loại nào mà nó hơi chua chua không anh? Chua là chim. Chim là chua chua, vị chua chua một tí, anh thích uống kiểu vị raspberry hoặc là cam. Đó, chị chim nè. Nói chung là anh ấy đưa cho mình cái bản menu này. Nhưng mà anh ấy bảo là thôi, chị thích uống vị như thế nào anh ấy sẽ pha riêng cho mình một ly để mình uống thử. Em thích uống cái gì, có vải không hả anh? Vải thì em có nhiều. Giờ này chỉ có trái cây, có bách sinh, có tên dây thôi. Thế anh cho em hay là tức là free cocktail là nó có loại gì? Dạ cho menu gì? Tất cả luôn hả? Dạ tất cả menu. Cái này là nước chanh hả anh? Hay là nước gì vậy ạ? Đồ uống cocktail có mùi chin đó chị. Có mùi chin hả? Này có nhiều rượu không anh? Chết, để mới ban ngày thôi say xỉn nó thì chết. Cho mùi đào với mùi rượu. Đào à? Dạ. Có ống hút không? Dạ. Có ống hút không? Dạ, cocktail mình uống vậy mới đinh sướng vậy. Nhưng có thể là uống hút. Cái kia như dưa hấu ấy nhở? Dạ. Dưa hấu hả? Dạ. Có cái gì có dưa hấu? Dạ dưa hấu thì em có gì vậy, em có nước ép không à? Wow! Anh đi pha cho mình đầy có hình như là. Dạ, mình ép một chút cam thơm dưa hấu. À, cho em dưa hấu đi. Dạ. Thì uống mình bỏ mất cay rồi uống cũng ngon chị. Kiểu có vị rượu gin với cả chanh nữa. Hơi chua một tí nhưng mà rất là ngon. Nhưng mà em không có được cồn thì bỏ ít thôi. Khá là ngon. Thôi bây giờ mình sẽ bê ly này của mình. Xuống đây mình uống cồn chứ mấy. Chị uống gì ạ? Đeo nó kia rồi cho ngọt. Chị uống ngọt nước uống rất lạ. Có cồn không? Có chứ. Uống gì ạ? Này là nước ép dưa hấu pha với vodka thôi. Cái gì đó. Uống thử coi. Mấy dầu pha với vodka nè. Uống thử coi. Ngon không? Không ngon đúng không? Chụp xong chưa? Cheers. Rồi. 2, 3, vô. Vô. Hơi nhiều rượu, có thử cái này. Phi uống thử không? Này là chương trình là White Lady đúng không? Anh tự pha cho em á. Nó là một thức uống không có trong đây. Anh feel theo em hả? Anh feel theo hả? Nhan sắc của em. Anh feel theo nhan sắc của em xong rồi là đã đưa ra một loại cocktail tên là Kỳ Duyên Daily. Thôi bây giờ mình xuống bơi không? Có mọi người, có mấy cái. Có bánh nè. Vì sức của này xúc cua hả? Xúc cua này mình ơi. Ủa cheese gì á? Thôi xong bơi. Bây giờ mọi người sẽ được xem cảnh Duyên bị xô xuống hồ nhé. Bây giờ mọi người sẽ được xem cảnh cá heo chết đuối. Vừa xuống bể bơi vào, vừa uống cocktail nha mọi người.
đấy. Ok. Này đây xong thì nó vơi đấy. Nhảy tùm xuống nào. Ờ, nhảy tùm đi. Nhảy thật đẹp quá, chuối chuối xuống á. Chuối tay xuống nhảy một cảnh thật đẹp nha. Ok, cắm đầu xuống nào. Vô. Tưởng như nào. Đấy, với cả mình sợ bị chan nước lắm nha mọi người. Ơi nè. Sáng rồi, sáng đến giờ, bơi đến bây giờ đến lần thứ 3 rồi đấy. Bơi đến giờ là thứ 3 rồi, tóc từ sáng đến giờ là cứ khô xong lại ướt, xong lại khô xong lại ướt. Khô xong lại ướt, xong lại khô xong lại ướt. Và bây giờ lại tiếp tục ướt nữa mọi người. Nên là mình có đi chơi thì một ngày mình phải chạy đến hơi hao không? Thế mà diễn cảnh bơi chó rồi nè. Ờ bơi chó xong rồi có tiếng động nữa nha, thật thật cũng te mà coi. Lại gần nè. Bơi bướm nào. Bể bơi này thực sự là rất sâu mọi người. Duyên không phải nào mà Duyên đứng hẳn lên được này. Sâu lắm luôn đấy. Mà chân hơi cong không? Rồi bơi thật đẹp coi. Cảnh rất đẹp đây nè. Cái chân của ai? Đấy, đấy là tàu vậy đấy. Cá xinh nhở. Như là ở đây được một cái là hồ bơi rất là ấm. Thì kể cả trên ở trên có lạnh như thế nào khi mà xuống đây thì nhiệt độ rất là ấm mọi người. Thì mình cũng rất là sợ đi bơi ở chỗ nào mà đi nghỉ chỗ nào mà có bể bơi mà nó nước lạnh ấy. Tại sao? Tại vì là xuống một cái là kiểu cảm thấy rất là ngại, không có kiểu thoải mái để mà xuống cái bể bơi như vậy. Bởi vì may bể bơi này thì rất là ấm. Nên là mặc dù lúc lên thì hơi lạnh một tí nhưng mà không sao, mình ở dưới đây là mình đã thấy ấm rồi. Cheers mọi người nha. Rồi ngồi lên thành hồ nào, posing thật đẹp nào. Đây cầm hộ cho, đổ cái lì đấy. Đổ đây. Ở đây em để bên này. Rồi 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 em ngồi lên đây. Rồi đây. Và bây giờ thì mình sẽ một chút nữa thì mình sẽ đi về phòng. Bình thường đi chơi thì hả rất là enjoy, nhưng mà quay Kỳ Duyên vlog rồi rất nhanh dành nhiều thời gian nên mọi người phải ủng hộ Kỳ Duyên nhiều hơn đúng không? Anh Mạch Huy nha, anh Mạch Huy đang quay cho mình mọi người. Thế thì
Mình vừa mới đi bơi về xong và bây giờ là tất cả mọi người đang chuẩn bị để đi về Sài Gòn. Thì cảm ơn mọi người đã xem vlog lần này của Duyên và mong là mọi người đừng quên nhấn subscribe cho kênh Chị Duyên Daily, nhấn like và share cho vlog này nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.